Mời bác, các bạn xem cách dụ yến hiệu quả nhất hiện nay nè. Các bạn nhìn thấy hiện giờ là bầu trời là không có một con riêu yến nào ha. Rồi cỡ mấy phút nữa đây là các bạn sẽ thấy cả bầu trời đầy chim yến cho các bạn coi. Rồi mẹ mới sắp tới rồi nè. Rồi mấy em đã tới rồi đây. Rồi các bạn đã thấy đó, một một em hai em. Rồi rồi, số lượng có rồi đây. Các bạn thấy đó. Đó, các bạn thấy rồi đó. Bắt đầu càng đông càng ngày càng nhiều. Đây là cách dụ chim yến hiệu quả nhất hiện nay. Cho các bạn thấy đây, số lượng càng ngày càng nhiều rồi đó. Đó rồi thấy đó. Đó các bạn thấy số lượng càng ngày càng nhiều đây. Chết rồi. Thấy không? Đây số lượng càng ngày càng nhiều, chứng tỏ là phương pháp của mình rất hiệu quả hả các bạn. À, mấy em xài xuống tới luôn nè, thấy chưa? Điện thoại mình không phải quay một lúc nhiều góc được, nhưng mà thật sự trên đầu mình bây giờ là rất là nhiều. Đó các bạn thấy mấy em liên tục qua đi camera. Đó các bạn thấy đó. Rồi, chào các bạn.